Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 31 để bài như sau. Em hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm hay đun sôi lâu thì lại bở. Như các em đã biết, xương của con người hay xương của động vật nói chung thì gồm có hai thành phần chính, đó là cốt dao và muối khoáng. Sự kết hợp của hai thành phần này làm cho xương có độ bền chắc và tính mềm dẻo. Nhưng mà khi chúng ta luộc hay là hầm thì sẽ làm thay đổi thành phần của xương dẫn đến tính chất của xương cũng sẽ thay đổi Cụ thể thì cô và các em cùng đi vào lời giải chi tiết Như cô đã nói ở trước thì xương được cấu tạo bởi chất vô cơ và chất hữu cơ Nhưng khi chúng ta tiến hành hầm xương bò hay xương lợn thì chất cốt dao sẽ bị phân hủy Vì vậy mà nước hầm xương thường sánh và ngọt Phần xương còn lại chính là chất vô cơ, khi mà không còn cốt dao nữa thì trở lên bở bụng. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 31.